Mạnh Quỳnh chính thức dìu dắt Wendy ca hát, sân khấu song ca đầu tiên khiến khán giả đậm nước mắt. Ca sĩ Trizy Phương Trinh mới đây vừa có chia sẻ khá dài trên trang cá nhân về Wendy, con gái của Phi Nhung. Vợ cũ bằng kiều cho biết cô rất bất ngờ khi nhận được lời đề nghị từ Wendy là đứng trên sân khấu hát tặng người mẹ quá cố một bài hát. Một trong những ước mơ nhỏ nhoi của Phi Nhung là có con gái nối nghiệp mẹ, nhưng ước mơ đó không thành vì Wendy rất sợ sân khấu. Wendy mặc dù rất yêu mẹ nhưng đã năm lần bảy lượt từ chối lời đề nghị của mẹ là lên sân khấu hát cùng mẹ. Trizy Phương Trinh chia sẻ, nữ ca sĩ kể cách đây 2 ngày, Wendy có liên hệ với cô để bày tỏ ý nguyện được hát tặng mẹ Phi Nhung. Cô bất ngờ vì mỗi lần đứng trước đám đông, Wendy đều run cầm cập, toát mồ hôi. Trước đây khi Phi Nhung đưa con gái lên thất show, Wendy bật khóc nức nở rồi mới lấy hết can đảm tham dự. Con nói con muốn hát tặng mẹ hả? Có thật không vậy? Bên kia Wendy nói, dạ con không biết con có hát được không nhưng con sẽ cố gắng. Vợ cũ bằng kiều thuật lại cuộc hội thoại. Nữ ca sĩ kể cách đây hai ngày Wendy có liên hệ với cô để bày tỏ nguyện ý được hát tặng Phi Nhung. Ngay sau đó, Trizy Phương Trên đã ngay lập tức liên hệ với ca sĩ Ngọc Anh để giúp Wendy luyện hát, phát âm để kịp cho ngày diễn. Cô cho biết, chỉ sau ít giờ học tập, Wendy đã tiến bộ đến mức không ngờ. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn kể về khoảnh khắc xúc động của Wendy. Khi vừa hát được vài câu thì bỗng nhiên Wendy ôm mặt khóc, Wendy xúc động vì đã không làm điều này cho mẹ khi mẹ còn sống. Nhìn hình ảnh con bé ôm mặt khóc mà lòng không khỏi xót xa, vừa thương con bé đang cố gắng hết mình vượt qua nỗi lo sợ để thực hiện điều mong ước của mẹ, vừa thương Phi Nhung không còn ở đây để chứng kiến cảnh con gái mình ngân nga bài hát mà Nhung muốn Wendy hát cùng mẹ trước đây. TRG Phương Trinh thông báo, Wendy sẽ chính thức diễn ca khúc dành tặng cho mẹ vào đầu tháng 6 tới đây. Cô nói, dòng hát của Wendy không hay bằng mẹ Phi Nhung, nhưng chất chứa cả một đại dương tình yêu. Nhung mơ từ từ rồi những ước mơ còn gian dở của em sẽ được thực hiện. Em ở trên cao hãy luôn tự hào về đứa con gái ngoan của mình. Chị sẽ thay thế em ở bên cạnh cháu để giúp cháu khi nó cần và sẽ sẵn sàng mọi lúc khi cháu gọi gì ơi. Trì Phương Trình xúc động viết.